Anh thấy là bảng điều khiển dưới dạng nút nhấn bằng tiếng Việt rất là dễ thao tác và màn hình hiển thị thì cũng đầy đủ các thông tin cần thiết nên là mọi người không cần phải lo lắng là chiếc nồi này khó sử dụng đâu nha. Xin chào mọi người, ngày nay thì chị em mình cũng phải đi ra ngoài làm giống như bao người thôi, đâu có nhiều thời gian để mà ở nhà chăm chút gia đình được đâu. Thế nhưng phụ nữ mà vừa giỏi việc nước lại còn đảm việc nhà thì con gì bằng, đúng không? Vậy nên ngày hôm nay thì anh sẽ giới thiệu cho mọi người một món đồ gia dụng giúp cho mọi người vừa có thể được làm công việc mình yêu thích lại vừa chăm chút được cho gia đình. Đó chính là chiếc nồi áp suất đến từ Philips. Vì sao nói là giúp được các chị em thì đây, nồi có thời gian hẹn nấu lên đến 24 tiếng và thời gian giữ ấm 12 tiếng. Như vậy thì mọi người sẽ không cần phải lo là mình phải ở nhà thì mới nấu ăn được, hay là sợ nấu trước thì nó sẽ bị nguội. Và với chức năng này thì trong lúc mà nó nấu, mình có thể tranh thủ làm việc khác và tới lúc cần thì vẫn có đồ nóng để ăn. Bảng điều khiển có màn hình hiển thị và nút nhấn với nhiều chức năng nấu khác nhau, tiện lợi cho việc nấu nướng hàng ngày. Anh thấy là bảng điều khiển dưới dạng nút nhấn bằng tiếng Việt rất là dễ thao tác và màn hình hiển thị thì cũng đầy đủ các thông tin cần thiết nên là mọi người không cần phải lo lắng là chiếc nồi này khó sử dụng đâu nha. Với nhiều chức năng nấu được cài đặt sẵn, những chương trình nấu không áp suất sẽ được thiết kế nút nhấn ở hai cạnh bảng điều khiển. Còn với nấu áp suất thì mọi người cần thao tác ở đây để chọn từng chương trình nấu như là súp, cơm ý, cơm, hấp, vân vân. Chưa hết nha, ngoài nấu áp suất thì chiếc nồi này còn có thể chiên xào được luôn á mọi người. Và đối với chiên xào thì mọi người chỉ cần thao tác chọn chương trình nấu, sau đó là mình không cần phải đậy nắp và có thể chiên xào trực tiếp ở trên nồi luôn. Trên bảng điều khiển còn có nút hẹn thời gian nấu và thời gian nấu. Nói đơn giản thì hẹn thời gian nấu là hẹn giờ cho nồi bắt đầu nấu, còn thời gian nấu là nồi sẽ nấu trong bao lâu. Rất là đơn giản đúng không mọi người? Để mà điều chỉnh thời gian thì cũng không quá khó. Sau khi mình chọn chương trình nấu thì nhấn lần 1 là để điều chỉnh giờ, nhấn lần 2 là để điều chỉnh phút và sau khi nhấn xong thì mình nhấn bắt đầu là nồi sẽ hoạt động thôi. Phía trên của bảng điều khiển còn có thêm 5 đèn báo hiệu để mọi người biết được nồi đang hoạt động ở giai đoạn nào, như là làm nóng, tạo áp suất, giữ áp suất và cuối cùng là giữ ấm. Khi mà nồi chuyển sang chế độ giữ ấm thì mọi người cũng sẽ biết được là nồi đã nấu xong trong bao lâu rồi. Sẽ rất là tiện nếu như mà mọi người có lỡ quên thì đồ ăn ở bên trong cũng không bị khét hoặc là bị nguội. Phía trên bảng điều khiển là phần nắp của nồi được thiết kế khá là chắc chắn với dạng quai sắt. Và nắp nồi thì còn được thiết kế một van xả áp sau khi nấu như thế này. Và mọi người lưu ý là nắp nồi sẽ không mở được nếu như mà áp suất ở trong nồi chưa được xả hết nha. Anh thấy là van xả áp suất ra ngoài khá là mạnh nên mọi người tránh đưa tay hoặc mặt gần với van xả để đề phòng trường hợp là mọi người bị bỏng nha. Van xả áp suất được làm bằng thanh gạt như thế này thì rất là tiện để sử dụng và áp suất được xả ra mạnh như vậy chứng tỏ là nồi tạo áp suất rất là tốt. Như vậy thì đồ ăn cũng sẽ chín đều và tiết kiệm điện năng tiêu thụ hơn nữa. Để biết khi nào thì van xả hết áp suất thì mọi người có thể nhìn vào lượng áp suất xả ra và cái lỗ thoát hơi ở bên cạnh này. Áp suất được xả ra nhiều một phần là bởi vì lòng nồi bên trong cũng khá là lớn. Lòng nồi có dung tích sử dụng 6 lít được thiết kế bằng hợp kim nhôm phủ chống dính ceramic. Vì vậy mà mọi người có thể thoải mái chiên xào mà không lo bị dính đáy nồi nha. Mà do là chống dính nên mọi người cũng hạn chế cào sát lòng nồi khiến cho nó bị chảy xước nha. Lòng nồi to thì cũng phải đi đôi với việc công suất nồi cũng phải lớn một tí thì mới làm chín thức ăn một cách nhanh chóng được. Nồi có công suất tối đa là 1415W sẽ giúp cho mọi người chế biến nhanh hơn. Và anh có thử thì khoảng tầm 1 đến 2 phút sau khi mà mình nhấn bắt đầu là vỏ nồi đã bắt đầu ấm lên rồi nha mọi người. Khi nồi hoạt động thì thân nồi cũng sẽ hơi ấm thôi nên cũng không làm bỏng nếu mà mọi người lỡ chạm tay vào. Vỏ nồi được làm bằng chất liệu thép không rỉ nên sẽ giúp cho chiếc nồi này càng thêm phần bắt mắt và cũng dễ lau chùi sau khi mà mình sử dụng. Vỏ nồi có thể sẽ ấm khi nồi đang hoạt động nhưng phần tay cầm thì anh thấy là hoàn toàn không hề nóng hay là ấm lên luôn nha. Với một chiếc nồi áp suất thì chắc chắn là phải đáp ứng được khả năng làm chín và làm mềm thực phẩm tốt. Nên bây giờ thì anh sẽ làm một nồi nước dùng để chuẩn bị cho bữa ăn sáng để xem là mình sẽ mất bao nhiêu thời gian và chất lượng như thế nào nha.
Ta-da! Mình đã có thành quả ở đây rồi. Bây giờ sẽ thử xem như thế nào nhé. Nước rất là ngọt và thơm vị của rau củ luôn á. Bây giờ mình sẽ thử xem là rau củ đã mềm chưa nhé. Anh thấy là rau củ đã mềm rất là vừa rồi nhưng mà vẫn giữ được cái vị ngọt tự nhiên. Bây giờ là đếm thịt nè, để xem là sau 20 phút thì thịt đã mềm chưa. Anh sắn ở đây thì thấy mềm rồi đó. Để mình ăn xem như thế nào nha. Rất là mềm luôn mọi người ơi, ngon quá à. Chưa kể là nồi còn đi kèm thêm những phụ kiện như là xửng hấp, muỗng canh, cốc đông để mọi người sử dụng nữa. Và Ánh cũng đo thử lượng điện trong quá trình nồi nấu để mọi người tham khảo nè. Với một chiếc nồi áp suất có nhiều chương trình nấu như vậy thì sẽ đáp ứng được đầy đủ các món từ bữa sáng, bữa trưa, bữa chính và cả bữa phụ luôn. Nên đảm bảo là nó sẽ phù hợp với mọi gia đình. Và đặc biệt là với những chị em nào mà yêu thích nấu nướng nè, sáng tạo nha, bởi vì mình còn có thể làm được cả sữa chua Hy Lạp nữa đó. Và chưa kể là với những chị em mà bận rộn nè thì mình cũng nên sở hữu chiếc nồi này. Bởi vì là buổi sáng thì mình có thể chuẩn bị xong rồi nhờ vào khả năng hẹn giờ nấu cũng như là giữ ấm thì tối về mình đã có ngay một bữa ăn ngon và thịnh soạn rồi. Và chi tiết về giá thì mình sẽ cập nhật ở trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Like và subscribe cho kênh Ngụ Điện Với Xanh nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye.